là tiết mục chào mừng những vị khách quý bắt đầu. Xin chào, xin chào. Chuẩn bị nha. Ngay mà mấy bạn thấy không? Chỉ nôn nóng vui quà thôi, một kho quà nằm bên kia kìa. Ê, một
có kho quà đây nè. Đó. Wow. Bây giờ chúng ta sẽ đến cái phần mà các bạn thích nhất và Tiên Giao thích nhất luôn. Anh Long Linh cũng vậy luôn, đó là khui quà. Rồi các bạn thấy khoa học không? Cảm ơn các bạn đã ủng hộ Tiên Giao nhé. Chào tạm biệt các bạn.